có đau khổ mới dẫn đến hạnh phúc. Sư phụ Thanh Hải vừa từng sư giảng vào ngày 16 tháng 3 năm 93 tại Úc. Kính chào quý anh chị em. Tôi rất hân hạnh đến thăm quốc gia cường thịnh của quý vị và thành phố Sydney danh tiếng này. Quý vị đã quen thuộc với vẻ đẹp của quê hương mình, nhưng tôi có lẽ quý mến nơi này hơn quý vị, vì đây là lần đến thăm đầu tiên của tôi. Nơi đây thật đẹp, sạch sẽ và thân thiện. Tôi nghĩ là người Úc rất may mắn vì ít nhất có một thiên đàng tại thế bên ngoài. Nếu cũng có thêm một thiên đàng bên trong, thì chúng ta sẽ hoàn mỹ. Khi được sống trong điều kiện hoàn hảo, chúng ta không mơ ước gì về một thiên đàng nào khác. Tôi rất vui mừng và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu đến đây để chúng ta có dịp quen biết nhau. Mặc dù tôi thích nước Úc, nhưng tôi không có chút ý muốn đến đây thuyết giảng. Chỉ là các đồng tu tại Úc đã liên tục thỉnh mời nên tôi được vinh dự đến đây. Dù vậy, tôi luôn có lòng tin chắc rằng quý vị và tôi không có gì khác nhau, không có sự phân biệt giữa chúng ta, và rằng tôi tuyệt đối không có gì để dạy quý vị ngoài việc trao đổi tình thương và san sẻ những gì Thượng Đế ban cho chúng ta. Nhưng bởi vì một số đồng tu tại Úc đã thương yêu và thành tâm thỉnh cầu sự hiện diện của tôi, nên tôi đã đến đây. Có lẽ nhờ vào tình thương của những vị được gọi là đệ tử và do thiên ý mà tôi có cơ hội biết đến quốc gia của vị, để chúng ta có thể kết duyên với nhau, ít nhất qua sự hiện diện khiêm tốn của tôi. Có lẽ đó là mục đích duy nhất mà tôi có mặt nơi đây. Nhưng bất cứ nơi nào tôi được mời đến, bao giờ cũng có những người có lẽ là do họ khiêm nhường, hoặc có lẽ do họ đã quên đi nguồn cội, tức thiên quốc của chính họ và trí huệ của chính họ. Vì thế, chưa bao giờ cũng có những câu hỏi làm thế nào để tìm được Phật, Thượng Đế hay lực lượng Kitô bên trong họ. Do đó, dường như mục đích của tôi khi đến những nơi đó là để chia sẻ với người bản xứ một vài hiểu biết góp nhặt của tôi về cách trở về với trí huệ hay lực lượng vô thượng bên trong chúng ta. Đã nhiều lần người ta hỏi tôi, vì sao lại dùng danh hiệu vô thượng sư? Có phải tôi quá kiêu ngạo, tự xưng mình là vô thượng sư chăng? Tôi đáp không, đó chỉ là danh hiệu của cha tôi. Giống như quý vị là ông Smith, thì con gái của quý vị cũng là cô Smith. Cho nên đó cũng là danh hiệu cha chúng ta, cha của quý vị. Vì thế, quý vị cũng có thể tự gọi mình là vô thượng. Tôi thật sự đã quên tất cả điều đó, nhưng người ta cứ nhắc tôi về điều đó mãi. Ở thế giới này, chúng ta thấy có rất nhiều đau khổ, cũng như hạnh phúc. Và đa số người ta muốn biết tại sao lại có khổ đau, và làm thế nào để tìm được hạnh phúc. Đối với tôi, vấn đề không phải là để giảm bớt quá nhiều khổ đau và để tạo thêm hạnh phúc, mà là để có được lực lượng vô thượng. Từ đó chúng ta sẽ thấy rằng hạnh phúc hay đau khổ chỉ là vở tuồng trên sân khấu,
Và khi ấy, chúng ta sẽ thấy mọi việc trong cuộc sống cũng như xem phim ảnh. Chúng ta có thể có chút cảm xúc qua những nhân vật trong phim, nhưng sẽ không bị cuốn theo hay bị đắm chìm trong cảm xúc này. Vì vậy, sự khác biệt giữa người được gọi là khai ngộ và gọi là không khai ngộ là sức mạnh ý chí, cách nhìn sáng suốt về những hiện tượng khác nhau trong thế giới này, cũng như thế giới bên kia. Khi chúng ta nói thế giới bên kia, điều này thật ra không đúng, bởi vì không có thế giới bên kia. Mỗi thế giới đều ở bên trong chúng ta. Khi chúng ta nói bên trong, điều đó cũng không đúng, bởi vì không có bên ngoài và bên trong. Nhưng vì ngôn ngữ trần gian hạn hẹp, nên chúng ta phải diễn tả bằng cách nào đó những cảm xúc bên trong hay sự hiểu biết, trực giác bên trong. Thật ra, có một cảm giác rất lạ sau khi khai ngộ, bởi vì quý vị cảm nhận rằng mọi người vốn đều tốt đẹp, và quý vị biết rằng mọi người đều có lực lượng vô thượng bên trong họ hay Phật tánh bên trong họ. Và tại sao họ không biết? Và do đó họ đồng hóa chính mình với sự đau khổ bên trong lẫn bên ngoài. Và cũng vì vậy, nhiều người trên thế gian muốn đi tìm khai ngộ để họ có thể biết. Sau khi khai ngộ, quý vị vẫn giống như xưa vậy, nhưng chỉ có duy nhất một điểm khác biệt là quý vị sẽ chấp nhận tất cả những gì xảy ra với mình, và những gì mình được ban cho là thiêng liêng, và xem mọi người khác đều là thánh thiện. Mặc dù có thể trong tiến trình giảng dạy hoặc hướng dẫn, một người khai ngộ sẽ chỉ ra vài phương hướng nào đó mà có thể mang lại lợi ích cho những người thành tâm đi tìm thiên quốc. Vì vậy, có thể chúng ta đã nghe qua về việc giữ trường chay thuần chay hoặc 10 điều răn trong thánh kinh hay ngũ giới trong Phật giáo, vân vân. Những điều này là nhân tố giúp người tầm đạo để họ có thể đạt kết quả mau chóng nhất và an toàn nhất, hầu đạt được điều gọi là giải thoát. Nếu chúng ta biết mình đã giải thoát, có thể những điều này hoàn toàn không cần thiết. Nhưng vì đa số chúng ta không biết mình đã giải thoát, cho nên phải cần những công cụ như thiền định, trường chay, thuần chay và giới luật đạo đức. Đôi khi có người cứ trả giá với tôi, bảo rằng con muốn thọ tâm ấn nhưng không giữ giới và không trường chay thuần chay, như vậy có được không? Tôi nói với họ, được, miễn là quý vị muốn chơi bóng bầu dục với người khác nhưng lại mang theo bóng quần vợt và cây quần vợt, vậy thì quý vị sẽ không được chơi bóng bầu dục. Trò chơi vì thế bị làm hỏng, và chính quý vị sẽ không được thưởng thức trò chơi bóng bầu dục, mà chỉ là một tình trạng xáo trộn. Có thứ gọi là sự khai ngộ. Chừng nào tâm trí chúng ta vẫn còn vô minh, đó nghĩa là chúng ta chưa biết mình khai ngộ. Vậy thì chúng ta cần khai ngộ. Khai ngộ để làm gì? Một khi chúng ta vẫn muốn tìm bình an và niềm hạnh phúc bên trong, và muốn ban hạnh phúc này cho người khác, chúng ta cần phải khai ngộ. Nếu chúng ta nghĩ rằng thế giới này đã là hoàn hảo rồi,
và vẫn tiếp tục sống mà không lo rằng kiếp sau có trở lại đây hay không, sẽ tái sanh làm chúng sanh gì hay không, thì dĩ nhiên chúng ta không cần khai ngộ. Nếu chúng ta vẫn quan tâm đến an vui của thế giới và hòa bình trên địa cầu, thì dĩ nhiên chúng ta cần khai ngộ. Trước khi đạt được điều gọi là khai ngộ, tôi đã có một đời sống được xem là rất tốt, rất thuận hòa. Ý tôi nói không phải 100%, nhưng so với người khác thì đời sống hòa thuận. Và tôi có đầy đủ những gì tôi cần, hoặc ao ước. Tuy nhiên, có nhiều thứ trong đời này, như giàu sang, danh vọng, sức khỏe, hạnh phúc gia đình, bạn bè, v.v. dường như không hoàn toàn khỏa lấp nỗi trống vắng trong tâm hồn chúng ta. Đó là vì chúng ta thiếu sự hiểu biết về trí huệ siêu việt của mình. Sau khi tìm được trí huệ siêu việt này, có thể chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống tại gia, vui hưởng hôn nhân, nuôi dưỡng con cái, làm tròn bổn phận trong xã hội, nhưng cách nhìn toàn diện sẽ hoàn toàn khác biệt với trước đây. Chúng ta cảm thấy mãn nguyện. Sự mãn nguyện tôi vừa đề cập không giống như sự mãn nguyện mà chúng ta cảm nhận sau khi dùng bữa cơm ngon, hoặc có thể gặp một người bạn tốt, hay dự một bữa tiệc thật vui. Vì sự mãn nguyện đó vĩnh cửu. Dù chúng ta có dự tiệc hay không, có gia đình hay không, có quyền cao chức trọng hay không, có giàu sang hay không, có sức khỏe tốt hoặc đang bị bệnh hay không, tâm trí ổn định này, sự bình an này của chính chúng ta sẽ chỉ đạt được khi chúng ta khai ngộ. Nguyên nhân mọi đau khổ không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà thật ra là do thái độ của chính chúng ta. Thí dụ, có nhiều tu sĩ tại Ấn Độ hoặc tại những quốc gia khác, họ sống một cuộc đời rất đơn giản. Họ có thể sống trong hang động hay trong lều, hay cứ ngủ bất cứ nơi nào cũng được. Nhưng họ rất vui vẻ và mãn nguyện, mà không đòi hỏi điều chi. Nhưng với những người bình thường, nếu bị ép buộc phải sống trong hoàn cảnh như vậy, họ sẽ cảm thấy rất đau khổ. Và họ sẽ luôn phấn đấu để được thêm tài sản, danh vọng, hay bất cứ gì trong tâm họ cảm thấy khát khao. Tương tự như vậy, trong sự tu hành, nếu chúng ta không tìm được phương pháp tốt nhất và nhanh nhất để đạt mục tiêu khai ngộ tối cao, thì chúng ta cũng sẽ luôn khao khát những thể nghiệm tâm linh, không phải những phương pháp khác không thể giúp chúng ta khai ngộ. Nhưng có lẽ cần một thời gian quá dài, chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi vì chúng ta chờ đợi quá lâu mà không có gì để ấn chứng, hoặc là ấn chứng quá ít, nên không thể thỏa mãn được sự khao khát về Thượng Đế, nếu gọi đó là Thượng Đế. Thượng Đế là gì? Nhiều người hỏi tôi, Thượng Đế là một người hay là lực lượng vô hình? Tôi luôn luôn trả lời, Thượng Đế là cả hai. Nếu Ngài hiện ra với quý vị qua thân thể con người để thỏa lòng khao khát của quý vị, thì Ngài là con người. Còn không, quý vị sẽ nhận thức qua sự hiểu biết bằng trực giác Thượng Đế là gì. Chúng ta tưởng Thượng Đế là đấng thực hiện những ước muốn, lời hứa của chúng ta. Cũng đúng, mặc dù đó là cách quá vật chất để diễn tả Ngài.
Thượng Đế không phải là một người ngồi nơi nào đó, ban phát từng cái bánh kẹo mà chúng ta muốn có. Nhưng đời sống của chúng ta sẽ tự động được viên mãn. Chúng ta sẽ được mãn nguyện, dù có bánh kẹo hay không. Đó là điều nghịch lý về Thượng Đế. Bởi vì Thượng Đế là chân ngã viên mãn, là tự tánh của chúng ta. Khi đạt được tự tánh, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn bất cứ điều chi. Tất cả những gì gọi là thần thông, nghĩa là lực lượng siêu nhiên, sẽ tự động đến với chúng ta. Đa số các vị minh sư không khuyến khích dùng thần thông vì e rằng chúng ta sẽ bị vướng mắc quá nhiều vào chủ nghĩa duy vật tâm linh. Và do đó, chúng ta sẽ không có đủ ước muốn và ý lực để tiến xa hơn vào các cõi giác ngộ cao hơn. Ở Ấn Độ có một câu chuyện về một quốc vương. Ông là một vị vua rất tốt và rất thương thần dân. Một ngày nọ, quốc vương ban lệnh mang tất cả tài sản, vàng bạc, châu báu tặng cho dân chúng. Người nào cần vật gì thì có thể đến để lấy thứ mình muốn tại nơi trưng bày, không có điều kiện gì hết. Nhà vua không có con và hoàng thân quốc thích, vì thế ông thương thần dân như gia đình của ông vậy. Bây giờ mọi người đến và chọn những món mà họ hằng ao ước. Nhưng có một thiếu nữ đến đó và đi thẳng về phía cuối gian phòng, hay là nơi mà quốc vương trưng bày toàn bộ tài sản của ông. Và cô đặt tay lên vai của quốc vương và thưa, bệ hạ cũng là quà chứ? Quốc vương ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Nàng không thích bất cứ thứ gì trẫm trưng bày bên ngoài sao? Thiếu nữ đáp, dạ không, thiếp chỉ thích hoàng thượng mà thôi. Và rồi dĩ nhiên, quốc vương rất vui khi có người thích ông, và chỉ riêng ông, chứ không phải vì châu báu của ông. Dĩ nhiên, chính quốc vương là quà cho cô gái, và rồi họ kết hôn. Đại khái vậy. Và sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Quý vị biết việc gì sẽ ra rồi chứ? Thiếu nữ đó không muốn gì hết. Nhưng cả Giang Sơn giờ đây thuộc về cô ta, bao gồm tất cả thần dân và ngọc ngà châu báu. Cho nên trong pháp này, chúng tôi cũng không khích lệ thần thông. Không có nghĩa là chúng tôi không có. Sau khi đạt đại khai ngộ, hoặc ngay cả khai ngộ nhỏ, chúng ta có tất cả lực lượng mình muốn. Nhưng lúc đó chúng ta sẽ có nhiều đến nỗi, chúng ta thậm chí không biết mình có bao nhiêu lực lượng. Thay vì bám vào một góc của gian nhà, chúng ta có cả một căn nhà, bao gồm cả cái góc đó. Một số người, trước khi đến học pháp môn, tức khắc khai ngộ về ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại, họ cũng đã thử học qua nhiều pháp thiền khác, và có thể họ đã đạt chút thần thông như thiên nhãn thông, khả năng nhìn được rất xa, hoặc thiên nhĩ thông, nghe được những âm thanh rất xa. Thí dụ, ngồi ở đây nhưng tôi thấy được sự việc xảy ra tại London, hay tôi nghe được những gì đang xảy ra tại Pháp. Đó gọi là thần thông. Hoặc chúng ta có thể đọc tư tưởng của người khác để xem họ đang nghĩ gì về mình. Khả năng này có lẽ hữu ích đối với những người làm điệp viên 007 hay đại khái vậy. Nhưng rồi, sau khi thọ tâm ấn và tu hành theo pháp môn của chúng tôi, vì lý do nào đó họ mất đi những thần thông này, hoặc họ có thể đã thấy nhiều điều tốt hơn,
hoặc biết tri thức cao hơn. Vì thế, họ khẩn cầu Minh Sư lấy đi thần thông đó của họ. Việc này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, có lẽ họ đã lên cao hơn đẳng cấp thần thông, cho nên họ không còn để ý những thần thông mà họ đã có trước đây. Nguyên nhân thứ hai, tại sao họ chưa mất lực lượng này và họ cầu xin Minh Sư lấy đi? Bởi vì có thể họ vẫn còn bám víu vào những thần thông này một chút trong đầu óc họ, nên vị Minh Sư cho họ tự chọn lựa muốn từ bỏ thần thông hay không. Sau khi vào cõi tâm thức cao hơn một chút, vào đẳng cấp hiện hữu cao hơn, quý vị sẽ nhận thấy rằng lực lượng gọi là thần thông chỉ tạo thêm chướng ngại hơn là trợ giúp cho việc tu hành của mình. Vì vậy, chúng ta tự động không muốn dùng thần thông. Giả sử quý vị đang ngồi đây nhập định trong trạng thái tâm trí rất an tịnh, khi quý vị hoàn toàn ý thức được chân ngã của mình và tuyệt đối không có ước vọng gì về thiên đàng hay trần thế, rồi quý vị lại thấy được những việc đang xảy ra ở Luân Đôn thật kinh khủng mà quý vị không thể làm gì được. Việc đó có làm cho quý vị cảm thấy dễ chịu không? Thưa không, không mấy dễ chịu, phải không? Quý vị nói đúng. Đúng, quý vị cảm thấy thất vọng và đau buồn nhiều hơn. Quý vị đã cố gắng để đạt được trạng thái tâm trí bình an, rồi giờ đây lại cảm thấy rất thất vọng và khổ sở về hoàn cảnh ở một nơi khác mà quý vị hoàn toàn không thể giúp gì được. Hoặc có lẽ quý vị nhìn thấu tâm can hoặc tư tưởng của người khác, hoặc quý vị nhìn thấu lòng dạ của vợ mình và thấy rằng vợ mình đang yêu người láng giềng chứ không yêu quý vị. Vậy thần thông đó có giúp ích gì cho thiền định không? Thưa không, không. Giả sử có người oán ghét chúng ta rất nhiều và chúng ta có thần thông biết được tư tưởng của họ, điều đó sẽ là một cảm giác khó chịu cho cả hai bên. Bởi vì đa số người đôi khi không thể kiểm soát cảm xúc bên trong họ, dù có thể liên quan hoặc không liên quan gì với họ. Và nếu chúng ta biết được tất cả những việc này, cũng chỉ vô ích mà thôi. Và rồi chúng ta cứ luôn bận tâm lo nghĩ về cảnh giới trần tục này, chúng ta không bao giờ vượt qua được để hòa nhập chính mình với đại trí huệ. Có rất nhiều biến cố tâm linh xảy ra trong thế kỷ này. Do đó, thật tốt cho chúng ta và con người chúng ta trong thời đại này được biết rất nhiều về lực lượng siêu phàm bên trong chúng ta. Nhưng đôi khi, việc đó cũng làm mình hoang mang, không biết đi theo hướng nào. Vì phần đông chúng ta sẽ bị cám dỗ bởi những điều gọi là thành quả tức khắc, như là thần thông, năng lực trị bệnh, nhìn xuyên qua tường hay đi trên không trung, vân vân, mà chúng ta quên đi mục đích chính của thiền định hoặc của việc tìm hiểu khía cạnh tâm linh. Thật sự không nên như vậy. Vì khi liễu ngộ được chân ngã của mình, liễu ngộ trí huệ vô thượng bên trong, chúng ta sẽ biết hết tất cả. Tôi nghĩ đó là thước đo tốt nhất, tiêu chuẩn tốt nhất để suy ra con đường nào chúng ta nên chú tâm. Vì vậy, Chúa Giêsu có nói, hãy tìm thiên quốc trước, rồi mọi điều khác sẽ được thêm vào cho con. Thiên quốc không phải là một nơi xa xôi trên thiên đàng, mà ở tại đây, ngay lúc này. Chúng ta có tất cả bên trong chúng ta, chỉ cần khai mở và sử dụng hàng ngày. Rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta trở thành một người tốt hơn, có trí huệ hơn, có tình thương hơn và mãn nguyện hơn chừng nào.
Dĩ nhiên thành quả tâm linh không thể đo lường bằng ý nghĩa hay giá trị vật chất. Vấn đề là không ai có thể diễn đạt một sự lĩnh ngộ thâm sâu. Chúng ta phải bắt đầu từ một điểm nào đó. Đa số người sẽ hỏi tôi, thiền định và khai ngộ có hữu ích gì? Nếu chúng ta không khai ngộ, thì có sao không? Đương nhiên là không sao. Tất nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng hãy nhìn xem thế giới có thật sự tốt hay không? Nếu câu trả lời là không, có nghĩa là chúng ta đang thiếu điều gì đó. Dù có tất cả những tiện nghi vật chất và phát minh khoa học, thế giới này có thể tốt đẹp ở vài nơi, có thể tại Úc, nhưng có những nơi không được tốt lắm. Sao lại như vậy? Đó là vì chúng ta thiếu trí huệ. Đó là vì chúng ta bám víu vào những kiến thức nhỏ hẹp, rồi cố gắng làm nhiều điều để chinh phục thế giới với kiến thức nhỏ hẹp mà chúng ta có. Nếu chúng ta cầu thông được với đại trí huệ, bất khả tư nghì, tuyệt đối không thể nghĩ bàn, thì chúng ta sẽ làm việc hữu hiệu hơn. Và thế giới sẽ trở thành thiên đàng từ lâu rồi. Có lẽ còn tốt đẹp hơn so với đời sống chúng ta có tại nước Úc hiện giờ. Mặc dù vậy, chúng ta thấy tại quốc gia tân tiến nhất, nói về phương diện kỹ thuật, thì có lẽ về phương diện vật chất, vẫn còn có nhiều tai nạn không kiểm soát được và đã tổn hại đến sinh mạng con người. Quý vị biết không, khi tôi đang trên đường đến hội trường này, một trong các đồng tu pháp môn Quán Âm lái xe đưa tôi đến, và cô nói cảm ơn tôi. Tôi không biết tại sao cô cảm ơn tôi đã giúp cô mua chiếc xe đó chỉ trong vòng 5 phút, trong khi cô ta đã tìm mua xe cả nửa năm trước mà không mua được. Mỗi lần muốn mua thì lại bị người khác mua trước, nhưng lần này cô mua được xe và nghĩ rằng vì đã cầu nguyện tôi. Tôi nói đó là do công đức của cô, không liên quan gì đến tôi. Nhưng cô ấy không tin. Cũng được, cứ cho là vậy. Nhưng tôi hỏi thêm sao cô phải mua xe mới. Cô ta đáp bởi vì xe cô đã bị trộm mất. Tôi nói sao, ở nước Úc à? Cô nói có người trộm mất chiếc xe của cô, không thể nào tin được. Tôi nghĩ tình trạng kinh tế tại Úc rất ổn định. Tôi rất sửng sốt khi nghe như vậy. Nhưng cô đáp, dạ đúng, thỉnh thoảng có trộm cắp. Thôi được, tại sao người ta trộm cắp trong một quốc gia rất ổn định, nơi ngay cả người nghèo cũng được chăm sóc? Không ai thật sự bị bỏ đói trên hè phố ở Úc, phải không? Quý vị có trợ cấp an sinh xã hội cho những người thất nghiệp, đúng không? Dạ, có, đúng vậy. Nhiều quốc gia như vậy, ở Anh Quốc, Pháp và Đức, quý vị cũng được lĩnh tiền an sinh xã hội khi tạm thời bị thất nghiệp, hoặc không có cách để sinh sống, hoặc khi lâm bệnh hay đại khái vậy. Đời sống rất an ổn, nhưng tại sao có người trộm xe? Tôi nghĩ trộm cắp xe đại khái vậy. Không phải chỉ vì chiếc xe mà thôi. Dù sao, đó là xe cũ, không phải vì chiếc xe. Lòng tham muốn trộm cắp không phải là nguyên nhân, mà là do sự bất mãn trong tâm của bất cứ ai làm việc đó, vì họ không hài lòng chấp nhận cuộc sống của mình hoặc những gì Thượng Đế an bài cho họ, không mãn nguyện. Tại sao lại bất mãn? Bởi vì không khai ngộ. Tâm không khai ngộ là tâm rất không thỏa mãn. Chỉ dù người đó được tặng chiếc xe tốt hơn, có thể họ không dừng ở đó. Có thể họ cũng muốn lấy chiếc xe khác hoặc kế đến chiếc phi cơ. Đó là vì chúng ta không hài lòng với chính mình.
không biết nguồn gốc của mọi giàu sang và quyền lực. Do đó chúng ta muốn điều này, điều nọ và những thứ khác, cho dù không cần thiết lắm. Vì sao chúng ta muốn những điều này? Bởi vì trước đây chúng ta đã từng sống trong huy hoàng, tự do và giàu có trên thiên đàng, trước khi đi xuống tầng tâm thức thấp này, và tin rằng chúng ta chỉ là con người không có quyền năng, rằng chúng ta không biết bất cứ gì, và tin rằng rất khó đạt cảnh giới thiên đàng. Nhưng tôi có thể bảo đảm, ngay cả hiện giờ, quý vị vẫn có thể đạt thiên đàng rất mau, rất nhanh. Và ngay tại đây, ngay nay chúng ta đang sống, không cần phải đi Mã Lạp Sơn, dù rằng tôi đã đến đó, nhưng không ai cần phải làm vậy cho bất cứ ai phải đi. Có lẽ mệnh của tôi phải như vậy. Nhiều người có quan niệm khác nhau về tu khổ hạnh. Họ nghĩ rằng nếu xả bỏ gia đình và cả thế giới để đi lên một hang động và tọa thiền ở Mã Lạp Sơn thì họ sẽ được giải thoát. Không đúng. Không phải vậy. Tôi đã đi lên đó chỉ vì Thượng Đế muốn tôi làm vậy, để tôi có thể nói với quý vị rằng không cần thiết phải làm như vậy. Bằng không, quý vị sẽ không tin tôi. Có lẽ quý vị sẽ nói, ồ, chính Ngài không làm được. Ngày sau thời tiết lạnh lẽo thì Mã Lạp Sơn, do đó khuyên chúng tôi đừng đi. Vì bản thân Ngài cũng không làm được. Ngài chưa có chút kinh nghiệm nào. Nhưng tôi đã có những kinh nghiệm này mới nói với quý vị rằng việc đó hoàn toàn không cần thiết. Không ai cần phải làm bất cứ việc gì. Chúng ta có thể ở ngay đây, làm những gì đang làm và đạt được sự vĩ đại bên trong. Lúc đó, chúng ta vẫn sống trên địa cầu này, nhưng cũng sống trên thiên đàng cùng một lúc. Chúng ta hoàn thành bổn phận trong xã hội, nhưng không mong cầu được ban thưởng và không bị ràng buộc vào những vật sở hữu mà chúng ta có hay không có. Chúng ta sẽ không ham muốn tài sản hoặc vợ chồng của người láng giềng. Hay thật ra cái gọi là giới luật sẽ trở thành một lối sống rất tự nhiên đối với chúng ta. Và không còn là giới luật nữa. Giới luật chỉ là điều hướng dẫn khi chúng ta vẫn chưa chế ngự được tâm của mình. Một khi chúng ta chế ngự được thân khẩu ý của mình một cách tự nhiên, thì những giới luật này chỉ là trò chơi trẻ con. Và chúng ta không cần giữ giới vì không còn cần thiết để giữ nữa. Chúng ta cũng không làm bất cứ gì vượt ngoài giới luật. Thậm chí nếu có phạm giới, chúng ta cũng biết lý do. Và chúng ta không tự giày vò với mặc cảm tội lỗi mà không cần thiết tại nơi đó, vào lúc đó. Nhưng trước khi có thể làm mọi việc một cách tự nhiên, chúng ta phải đạt được đẳng cấp hiểu biết được thiên ý, nghĩa là biết được kế hoạch của vũ trụ, hiểu rõ lúc nào chúng ta phải làm gì và tại sao. Chúng ta chấp nhận đời sống mà không có sự kháng cự từ bên trong hay bên ngoài. Và cũng sẽ tiếp tục với đời sống mà không cảm thấy gánh nặng, không cảm thấy kiệt sức sau vài giờ làm việc. Thậm chí nếu chúng ta làm việc vài giờ mỗi ngày, hiệu quả còn nhiều hơn so với trước kia, khi chúng ta nỗ lực rất nhiều mà không làm được nhiều. Sau khi khai ngộ, đa số các minh sư không khuyến khích mọi người từ bỏ gia đình, bạn hữu, công ăn việc làm để đi đến nơi vắng vẻ tu hành hoặc xuất gia và này nọ. Bởi vì các ngài đã biết rằng những thứ bên ngoài này sẽ không giúp chúng ta đạt được nội tâm an lạc. Chỉ khi nào chúng ta thật sự xả bỏ từ bên trong thì mới thật sự có trạng thái vĩnh viễn không ham muốn. Nếu chúng ta tự ép mình quá sớm để rời bỏ mọi quan hệ và trách nhiệm gia đình, thì chỉ giống như
trái cây chưa chín mà mình cố hái từ trên cây xuống rồi không dùng được. Chúng ta không ăn được và quả cũng sẽ không giữ được lâu. Điều này không tốt cho trái cây và không tốt cho chúng ta. Đa số các đồng tu pháp môn quán âm, tức là pháp môn cầu thông với ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại thật, đại diện trí huệ vô thượng chân chính bên trong, họ đều là những người gọi là tại gia. Họ không phải là những người xuất gia, nhưng đẳng cấp của họ rất cao, không thể tưởng tượng được. Rất khó để đo lường đẳng cấp của họ, trừ khi quý vị nói chuyện hoặc quan sát lối sống và sự khai ngộ của họ qua hành động. Chẳng hạn, họ giải quyết hoàn cảnh khó khăn ra sao, họ chăm sóc gia đình và đồng thời trợ giúp trong công tác xã hội ra sao, họ đối xử tự ái đối với những người khác hung hăng ra sao, họ chu toàn bổn phận của họ một cách nhanh chóng, vui vẻ và hiệu quả ra sao, hoặc họ vẫn có thể giữ được trạng thái tự tại và bình an trong những tình huống mà người khác có lẽ sẽ mất bình tĩnh ra sao. Có thể qua những cách này, chúng ta mới nhận ra được phần nào sự khác biệt giữa những người tu hành này và người bình thường. Bằng không, nếu nhìn bên ngoài, rất khó mà biết được. Có thể quý vị đã đọc qua những truyện tâm linh, nghe kể lại rằng sau khi tu tập pháp thiền nào đó một thời gian dài, quý vị sẽ trở nên rất trẻ trung, trường sanh bất tử, không hề đau ốm, xinh đẹp, còn đẹp hơn trước đây, vân vân. Những điều này có lẽ đúng một phần nào, nhưng không phải xảy ra cho tất cả người tu hành, vì họ không mưu tìm những biểu hiện vật chất của trí huệ. Có thể tu hành sẽ giúp quý vị khỏe mạnh hơn, bởi vì quý vị tự tại hơn trong tâm hồn. Quý vị sẽ hàng thuận theo ý muốn của vũ trụ, thay vì gồng gánh cả thế giới lên đôi vai và không thể làm gì được, chỉ đi đó đây lo âu cả ngày khiến cho mình chóng già. Do đó, có thể trong ý nghĩa này, người tu hành trông trẻ hơn, thư thả, khỏe mạnh, có tình thương và vui vẻ hơn. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên kỳ vọng một người tu hành ở tuổi 80 trở nên có diện mạo như 18 tuổi. Ví dụ vậy, chỉ vì người ấy tu tập, cầu thông với thiên đàng. Nhưng những người ăn chay, thuần chay, tu hành pháp môn quán âm, thực sự trông khỏe đẹp hơn. Có người trông trẻ đẹp hẳn ra ngay sau khi thọ tâm ấn, khiến chính tôi đôi khi cũng phải ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên không phải vì không nghĩ là việc ấy có thể xảy ra, nhưng tôi ngạc nhiên vì người đó trông quá khác biệt, khác nhiều hơn tưởng tượng, và quá mau chóng. Những điều này là nhờ trí huệ và lực lượng vô thượng này bắt đầu làm việc. Sửa chữa bất cứ gì trục trặc trong thân khẩu ý của mình. Do đó, diện mạo của chúng ta thật sự sẽ trông khác. Nhưng việc này không quan trọng lắm. Tất cả chuyện thần kỳ này đều có thật. Thí dụ, trước đây chúng ta nghe rằng có người nào đó trong giấc mơ hay khi gặp khó khăn thì được cô tiên hoặc thánh mẫu bay đến cứu giúp họ. Đủ chuyện như vậy. Tất cả những việc này hiện đang xảy ra ngay trong thế kỷ này. Tất cả những năng lực chữa bệnh và đủ loại thần thông bất khả tư nghị là có thật. Nếu chúng ta tu hành hướng về thiên quốc, thì trí huệ vô thượng vốn là quyền năng bẩm sinh, bao giờ cũng sẵn sàng cho chúng ta đạt tới. Nếu không tu hành con đường này, nếu không tìm cách
nhận biết di sản vĩ đại nhất của mình, thì cũng không có ai nói gì với chúng ta. Tuyệt đối không ai có quyền nói gì cả. Chỉ có chúng ta là người phải chịu mất mát vì chúng ta có kho tàng vĩ đại mà lại không dùng đến. Chúng ta sẽ rất đau khổ, hoặc thì có chút hạnh phúc, nhưng chỉ rất ít, rất ngắn ngủi. Và nhiều khi có hạnh phúc đó lại là nguyên nhân cho nỗi buồn của ngày hôm sau. Vì vậy, chọn lựa của chúng ta là tỉnh thức trong quy hoàng hay ngủ vùi trong bóng tối của mình và tự khước từ những điều mà người khác được thể nghiệm hàng ngày, những điều tốt đẹp, tuyệt diệu, bất khả tư nghị, hữu ích cho chính họ, cho môi trường xung quanh, cho thân bằng quyến thuộc và cho cả thế giới nói chung. Nếu không khai ngộ, chúng ta sẽ không biết lực lượng vô thượng. Chúng ta khước từ đặc ân vĩ đại nhất mà ngay cả các thiên thần thèm muốn, các thượng đế ở những cõi trời thấp phải ganh tị. Và đây là một điều đáng tiếc. Chính chúng ta là người duy nhất đáng trách. Và vì tôi đã có mặt ở đây do nhã ý và lời thỉnh mời của các đồng tu, tôi sẵn lòng chia sẻ với quý vị một phương pháp để lấy lại sự vĩ đại của mình, để thể nghiệm chân ngã của mình, để toại nguyện mọi ước vọng và để sống một cuộc đời đáng sống hơn. Dù rằng chúng ta sẽ chết, gọi là chết đi sau này hoặc thân thể bị hư hoại, nhưng ít ra, trong lúc còn sống trên địa cầu này, chúng ta sống đời hào hùng, cường tráng, thánh thiện, và chúng ta sẽ là ngọn tháp cho mọi người ngưỡng vọng và tạo cảm hứng cho tha nhân dựa vào chính sức mạnh bên trong họ. Lực lượng bất khả tư nghị mà tôi không thể tìm danh từ chân thật nào để diễn tả. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Và nếu quý vị muốn nói với tôi điều gì hoặc hỏi điều chi, xin cứ tự nhiên. Bên ngoài, ngài có một bản ghi rằng muốn ghi danh khai ngộ có nam giới luật. Và con nói, con không giữ được bởi vì con thạch vưởng rượu. Nếu như vậy thì ngài, để duy trì được trạng thái khai ngộ, và nếu muốn nhanh hơn, tốt hơn, quý vị nên ăn chay, thuần chay. Anh bạn ơi, ăn thịt của các chúng sinh khác là không tốt. Quý vị không nghĩ vậy sao? Tại sao lại muốn sát sanh để nuôi dưỡng cơ thể mình? Những giới luật kia ngoài đó chỉ là mật pháp dành cho những người muốn khai ngộ mau chóng và muốn bảo toàn sự khai ngộ. Chỉ là nếu quý vị muốn theo con đường này, tốt nhất là nên theo trọn vẹn và tận tâm nếu quý vị muốn đạt kết quả tốt nhất. Thưa, có nhiều hơn một giai đoạn khai ngộ, phải không? Phải, phải. Nhiều hơn, đúng. Thưa, làm sao một người biết được họ đã khai ngộ? Làm sao không biết được? Nếu quý vị tốt nghiệp đại học, quý vị có biết không? Quý vị biết không? Dạ biết. Biết, biết chưa? Khi một người khai ngộ, có trường hợp nào khiến cho người ấy không khai ngộ nữa hay không? Không, không. Khi quý vị trưởng thành là trưởng thành. Quý vị không thể trở lại thời thơ ấu nữa. Quý vị có thể ngừng hoặc chậm phát triển, nhưng quý vị sẽ không quay về tuổi thơ nữa. Xin ngài nói về tình thương. Không. Tại sao? Tôi không thể. Tại sao? Bởi vì những thứ này không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Giả sử anh thương vợ anh, làm sao anh diễn tả được tình thương đó? Chỉ giữa hai người mới biết mà thôi. Đối với người ngoài, việc đó không có nghĩa gì cả. Dù anh có cố gắng giải thích mấy đi nữa,
Chúng con kính xin Ngài giải thích về luân hồi. Luân hồi chỉ là dành cho những ai mà tâm thức gọi là chưa khai ngộ, muốn thỏa mãn những thú vui, ham muốn mà người ấy chưa hoàn toàn toại nguyện trong giai đoạn làm loại chúng sinh nào đó. Ví dụ, nếu chúng ta vô cùng thương yêu một người trong kiếp sống này, nhưng vì lý do nào đó, tình yêu không toại nguyện hay không được thay thế bằng cách khác, thì sau khi hai người qua đời, họ sẽ có thể luân hồi trở lại đi tìm mảnh tình xưa ấy mà mình đã vô cùng trân quý. Con không có câu hỏi, nhưng chỉ xin Ngài nhận tình thương của con. Cảm ơn quý vị. Nếu Allah, Phật hoặc Chúa Giêsu còn tại thế hôm nay, các ngài sẽ thuộc nhóm người xanh. Người xanh là người có ý thức về môi sinh. Tôi hiểu. Đó là một nhóm mới bảo vệ môi trường, phải không? Có lẽ đúng phần nào. Quý vị thấy, chúng ta nên bảo vệ cây cối xanh tươi càng nhiều càng tốt vì lợi ích của chính mình. Nhưng chúng ta không nên trở thành người tôn thờ thiên nhiên, không phải xem mỗi cây quan trọng hơn mạng sống con người. Phải, cây cối là để cho con người. Trong trường hợp cần, chúng ta nên bảo tồn cây cối càng nhiều càng tốt khi không gian, thời gian và dân số cho phép. Trong trường hợp đó, có lẽ Chúa Giêsu và Allah hay bất cứ ai cũng sẽ đồng ý với việc này. Tôi cũng là người bảo vệ thiên nhiên. Bản thân tôi và các đồng tu chúng tôi không được phép đốn cây khi không cần thiết. Đúng vậy, chúng ta nên quan sát trường hợp nào mình nên bảo tồn, khi nào và bao nhiêu. Như Ngài nói, sự khai ngộ khiến chúng ta không màng mọi việc như tài sản, bệnh tật hay địa vị cao sang trong xã hội. Con đồng ý với quan điểm của Ngài về không màng sự giàu có, nhưng về bệnh tật thì sao? Chúng ta đau khổ từng phút, bệnh tật tạo nên bao khổ sở và phiền não, làm sao chúng ta làm ngơ được? Chúng ta chỉ không cảm thấy quá đau khổ như cách chúng ta chịu trước khi khai ngộ. Thế thôi, chúng ta sẽ cố hết sức để chăm sóc thân thể. Chúng ta cho thân thể tất cả những tiện nghi cần thiết trong khả năng mình, cho nó thuốc men, về mọi thứ. Nếu chúng ta phải chịu khổ vì bệnh tật, thì sự nhẫn nại, sức chịu đựng của chúng ta tăng lên. Và do đó, bệnh tật không phiền chúng ta nhiều. Tôi không nói là chúng ta hoàn toàn không quan tâm, nhưng nó không phiền mình nhiều nữa. Ngay cả sau khi khai ngộ, nhiều bệnh tật của chúng ta biến mất. Không phải là phép màu, đó là vì tự tánh siêu cường của mình thức tỉnh và điều chỉnh những phần bị hư hỏng trong thân thể và tiêu diệt nó. Cho nên, nhiều người nhận thấy họ không còn ung thư nữa. Và mặc dù họ đã bị đưa lên bàn mổ và họ đã được chích thuốc mê, nhưng rồi bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi thấy không còn ung thư nữa, nên họ phải đẩy bệnh nhân ra ngoài. Cho nên, chúng ta không làm ngơ bệnh tật, mà bệnh tật dường như bỏ lơ người khai ngộ. Con muốn mình có khuynh hướng tâm linh hơn đối với đời sống. Con nên phản ứng ra sao với sự phủ định xung quanh mình? Nếu có khuynh hướng tâm linh, chúng ta sẽ nhẫn nại hơn đối với mọi việc, kể cả với những ảnh hưởng phủ định và quan điểm phủ định trong đời sống. Chúng ta sẽ nhẫn nại hơn, thông cảm hơn, và tự tánh khẳng định sẽ tỏa ra phần nào năng lực chữa trị này, sẽ sửa chữa phần nào từ trường phủ định. Chúng ta thật ra không cần làm gì cả. Nếu chúng ta thật sự hướng về tâm linh, mọi việc sẽ tự trở nên tốt đẹp hơn ở mức nào đó. Và nếu có người đến xin lời khuyên hoặc muốn cải thiện bản thân, chúng ta sẽ có thể bảo họ
hoặc khuyên họ nên làm gì. Ngài nói trong bài khai thị rằng trước đây chúng ta vốn hoàn mỹ, nhưng bây giờ thì không. Những hoàn cảnh nào đưa chúng ta đến tình trạng này? Chúng ta đi lạc trong gánh xiếc và quá vui thích gánh xiếc này nên quên đường về nhà. Và có người đến vỗ nhẹ vai mình và nói, anh không thuộc về nơi đây. Anh đã vui chơi đủ chưa? Bây giờ anh đói và lạnh, không nên lưu luyến chỗ này nữa. Hãy về nhà để được thoải mái. Thưa sư phụ, luôn luôn vẫn có lo sợ về những điều không biết. Làm sao một người có thể biết chắc pháp Quán Âm là chánh pháp? Dĩ nhiên quý vị không biết cho đến khi học thử. Nhưng từ những nguyên tắc căn bản của chúng tôi, quý vị có thể thấy rằng cho dù pháp Quán Âm không giúp ích gì cho quý vị, hoặc quý vị không biết chắc về lợi ích của pháp Quán Âm, nhưng một điều quý vị biết chắc là nó không nguy hại. Không hại nếu mình ăn thuần chay, ít nhất cũng khỏe mạnh. Nếu quý vị không tin vào tâm từ bi tu hành gì cả, khoa học cũng chứng minh ăn thuần chay có lợi cho sức khỏe. Vậy đó là một quan điểm. Còn cái gọi là ngũ giới là để tránh cho tâm của quý vị không bị rời rứt. Quý vị chỉ nên có một quan hệ tình yêu duy nhất, hoặc không lấy gì không thuộc về mình, không cờ bạc, vì nó gây phiền não cho mình, cho gia đình và những người khác. Quý vị không uống rượu, làm đầu óc, thị giác bị lu mờ. Quý vị không dùng ma túy vì không tốt cho quý vị. Hãy nghiền ngẫm những quy tắc rất minh bạch hữu hình này. Ít nhất quý vị sẽ biết rằng giáo lý, pháp môn chúng tôi sẽ ích lợi cho quý vị phần nào. Và quý vị khởi sự nghiên cứu từ đó, rồi sẽ biết rõ hơn. Ít ra chúng tôi cống hiến cho quý vị phần nào bằng chứng tức khắc về sự khai ngộ. Và ít nhất chúng tôi không thu nhận tiền. Trước đó, giữa lúc đó và sau này, quý vị không bị điều kiện gì, không bị ràng buộc bất cứ gì. Giả sử dù sau này quý vị không muốn theo, chúng tôi cũng không làm gì quý vị. Cho nên, dù sao đi nữa, quý vị không mất mát gì. Quý vị chỉ được thêm mà thôi. Đó là điều tiêu biểu tôi có thể nói với quý vị. Nhưng quý vị cũng phải dùng trí huệ trực giác của mình để biết chắc nên theo con đường nào. Cho dù tôi nói gì, quý vị phải biết và cầu nguyện với tự tánh, cầu Thượng Đế, cầu Chúa Giê-xu, cầu Allah, cầu Phật, bất cứ vị nào để giúp quý vị quyết định. Nếu cảm thấy có một sự thôi thúc mạnh hơn để đến với chúng tôi, thì quý vị biết pháp đó dành cho mình. Nếu không cảm nhận điều đó, hoặc cảm thấy bị thu hút mạnh hơn về phía thế gian, thì có nghĩa là quý vị chưa sẵn sàng. Rất đơn giản. Ngài có liên hệ với nhóm Bạch Huynh Đệ Đại Đồng không? Nhóm Bạch Huynh Đệ Nguyên Thủy biểu hiện cho những chúng sinh rất cao đẳng. Dĩ nhiên, có thể là trong ý nghĩa này tôi cũng thuộc về nhóm đó. Nhưng chúng ta thuộc về đấng tối cao, thuộc về tự tánh của mình. Đó là điều chắc chắn nhất. Đó là câu trả lời chắc chắn duy nhất tôi có thể nói với quý vị. Chúng ta thuộc một nhóm mà làm cho quý vị, bản thân quý vị thành tốt hơn, làm quý vị trở thành minh sư. Đệ tử của Ngài có vẻ rất tôn sùng Ngài, xem Ngài như Thượng Đế. Như chúng sinh vô thượng, Ngài có lời nhận xét nào về thái độ sùng bái Ngài như vậy không? Tôi không có lời nào cả. Họ thích làm gì họ làm. Họ tôn thờ tôi hay không tôn thờ tôi cũng được. Tôi không khuyến khích việc tôn thờ tôi hoặc bất cứ ai. Tôi chỉ luôn nhắc nhở họ sự vĩ đại thuộc về quý vị. Bất cứ phép lạ nào quý vị có, hoặc bất cứ gì xảy ra cho quý vị, đó là vì quý vị đang trên đường tu hành. Vì bản thân quý vị tu hành, vì đại trí huệ được đánh thức và giúp đỡ quý vị. Họ tôn thờ tôi hay không tôn thờ tôi không ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng tôi không thể ngăn họ. Tôi không thể ngăn họ, không thể đến từng người để lặp lại cùng một việc mãi. Tôi chỉ có thể đưa ra một hướng dẫn chung, nhưng họ là họ thôi. Con người thường là vậy, nhưng họ sẽ trưởng thành, đừng lo lắng. Nhưng điều đó cũng tốt cho họ được nhất tâm.
Tôi vô hại với họ. Nếu họ tưởng nhớ tôi, điều đó tốt hơn là tưởng nhớ ma quỷ. Ngài nghĩ gì về tình dục? Nếu Ngài lên án tình dục thì Ngài phải lên án bùng. Nhưng đừng quên rằng hoa sen từ trong bùng mà ra. Quý vị lặp lại lời người khác nói. Nếu đó là lời của quý vị thì tôi sẽ chấp nhận. Nhưng quý vị chỉ lặp lại lời từ vị khác gọi là minh sư. Phải thế không? Tôi không hề lên án tình dục, phải không? Tôi có bao giờ chỉ trích trong buổi thuyết pháp nào về tình dục không? Dạ không. Tôi đoán quý vị muốn bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng đây không phải của quý vị, mà là nhận xét của người khác. Tốt hơn là chính quý vị đạt khai ngộ, rồi có lời bình phẩm của mình về tình dục. Tôi không bao giờ chỉ trích tình dục cả. Nhưng tôi không cổ vũ, giảng dạy, khuyến khích hay luôn nhắc nhở người ta về tình dục. Dù sao, những chuyện này loài vật cũng có thể làm. Có gì quan trọng đến nỗi chúng ta phải lên án hay tôn thờ? Tôi không nghĩ chúng ta thậm chí nên đề cập đến điều đó, huống chi biến nó thành một chủ đề để giảng dạy hoặc đề tài quan trọng. Không có gì quan trọng cả. Nếu tôi chỉ trích tình dục thì đó đã không hiện hữu, hoặc xong thân tôi cũng không tồn tại. Phật không bao giờ được sinh ra. Làm thế nào Ngài học cách thương chính mình? Chúng ta cần học điều này sao? Sau khi khai ngộ, chúng ta biết rằng mình tốt rồi. Tôi chỉ có thể nói thế thôi. Ta như vậy là được rồi. Ta không biết có thương chính mình hay không. Ta chỉ biết mình tốt. Ta ổn. Con có một câu hỏi. Từ sách biếu của Ngài, sách biếu mà con có. Trang 40, Ngài nói, trong Thánh Kinh, ta chưa bao giờ thấy câu nào ghi thú vật là thức ăn của các con. Trong Thánh Kinh, Matthew chương 15, câu 17, Chúa Giêsu nói, các con vẫn chưa hiểu à? Các con không hiểu rằng vật gì vào miệng sẽ xuống bụng rồi bị thải ra ngoài sao? Nhưng những điều từ miệng xuất ra là từ trong tâm. Điều đó làm con người ô uế. Không phải những gì đưa vào làm con người ô uế, mà là những gì xuất phát từ trong tâm. Một tài liệu tham khảo quan trọng khác con muốn đưa ra là trích từ sách Công vụ các sứ đồ. Con tin Ngài rất quen thuộc. Như Ngài biết, Thánh Peter là một trong những tông đồ của Chúa Giêsu. Ngài nói rằng trong lúc xuất thần và Ngài cảm thấy đói và sắp muốn ăn, và Ngài thấy bầu trời mở rộng và có một vật chứa nào đó sa xuống, như thể đó là một tấm thảm lớn buộc bốn góc từ trời thả xuống mặt đất. Bên trên đó có đủ loại thú bốn chân trên mặt đất, các thú rừng, rắn rít và chim trời. Và có một âm thanh vang lên bảo Ngài, đứng dậy Peter, hãy giết và ăn. Nhưng Peter nói, lạy Chúa, dạ không, con không bao giờ ăn bất cứ gì ô uế và không thanh sạch. Nhưng tiếng nói vọng xuống lần thứ hai, những gì Thượng Đế đã làm cho thanh sạch thì không còn ô uế. Cảm ơn Ngài. Tôi cũng xin cảm ơn quý vị. Đoạn đầu trong sách Matthew không hề đề cập về thịt chút nào cả. Có lẽ lúc đó Chúa Giêsu nói thế là vì một số người quá chấp vào việc ăn thịt heo hoặc không ăn thịt heo, và có thực phẩm họ không ăn được nhưng thực phẩm khác họ có thể ăn. Có lẽ do đó Chúa Giêsu đã giảng như vậy, nhưng Ngài không nói thịt bao giờ. Thứ nhì, giả sử Peter thấy những điều này, nhưng chỉ trong thể nghiệm. Những gì Thượng Đế tạo ra với quyền năng của Ngài trong linh ảnh thì không phải là thật.
Thứ mà Thượng Đế muốn Thánh Peter ăn không phải là thịt từ thế giới vật chất. Tương tự vậy trong Kinh Phật, có một đoạn trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni nói, trong thời gian đầu, ta thuyết pháp, có nhiều tăng chúng đến từ bối cảnh và quốc gia khác nhau, họ không quen ăn thuần chay. Vì vậy, ta hóa ra cái gọi là thịt cho họ ăn qua lực lượng của ta, lực lượng thần thông. Nhưng sau đó, nếu tỳ kheo nào còn ăn thịt thì không phải là đệ tử của ta, bởi vì thịt do ta hóa ra không phải là thịt thật. Tôi nghĩ trong ý nghĩa đó, Thánh Kinh và Kinh Lăng Nghiêm của Phật giáo đều nói tương tự. Quý vị đã thấy trong Kinh Cựu Ước, Thượng Đế không hề nói chúng ta nên ăn thịt. Nghe nói ta tạo ra tất cả trái cây tươi đẹp trong vườn và các loài thảo mộc ngoài đồng. Đây là thức ăn của các con. Trong Kinh Phật, Đức Phật có nói rằng, nếu dùng âm thanh và ánh sáng để thấy ta, con không thể thấy Phật. Nhưng trong sách của Ngài, Ngài nói về âm thanh và ánh sáng thì nào nội tại. Xin Ngài khai thị có gì khác biệt giữa âm thanh và ánh sáng trong Kinh Phật và trong giáo lý của tôi. Phật không hề nói âm thanh và ánh sáng. Phật nói nếu dùng hình tướng, ngoại tướng để tôn thờ ta hay tôn thờ ngoại tướng của ta thì các con không thể thấy Phật. Ý Ngài nói người ta không thể thấy Phật tánh, nhưng Ngài không ký nói về ánh sáng và âm thanh vô hình đối với mắt phàm và không nghe được bằng tai phàm. Đó là sự khác biệt. Ánh sáng và âm thanh thiền nội tại vô thượng sẽ giúp quý vị trở nên sáng suốt hơn, bình an hơn và tự ái hơn. Phật muốn nói rằng nếu chúng ta chấp vào phàm thân của Phật, cho dù Ngài hiện ra trên thế gian ra sao, hoặc nếu chúng ta bám vào sự tôn thờ hình tượng, thì sẽ không bao giờ tìm thấy Phật tánh của mình. Ngài không có ý nói ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại này. Thưa Sư Phụ, Ngài có nghĩ rằng Thượng Đế phân biệt giữa con người hay không? Nếu có, tại sao Thượng Đế không ban cho mọi người cùng màu da, cùng màu tóc và cùng một ngôn ngữ? Như vậy là người sẽ không còn trở ngại bất đồng ngôn ngữ và không còn kỳ thị màu da, vốn có thể dẫn đến chiến tranh và bạo lực. Xin Ngài khai thị. Thượng Đế đã ban cho chúng ta những gì quý vị vừa đề cập, nhưng chúng ta chọn ở trong thế giới nhị nguyên này vì chúng ta thích vậy. Nếu quý vị muốn được bình đẳng trở lại và mỗi người trông giống nhau lần nữa trong huy hoàng và thanh tú, thì mời quý vị gia nhập hệ thống thiên đàng. Và do đó tôi có mặt ở đây để hướng dẫn quý vị phương cách trở về trạng thái hòa đồng. Quý vị có quyền chọn lựa ở lại thế giới đầy màu sắc này hoặc đi vào một cảnh giới không có sự phân biệt giữa nam nữ, giữa kích thước, giữa giàu và nghèo và màu da, vân vân. Tại sao Thượng Đế lại ban cho chúng ta quá nhiều màu sắc như vậy? Bởi vì Ngài giàu tình thương. Bởi vì chúng ta muốn, bất cứ gì chúng ta muốn thì sẽ được. Ngài cũng ban cho chúng ta nhiều lựa chọn khác, do đó chúng ta có nhiều chọn lựa. Vì vậy, Ngài ban cho chúng ta loại thế giới này, cũng như nhiều loại thế giới khác. Như Chúa Giêsu đã nói, trong nhà của cha ta có nhiều dinh thự. Nếu quý vị không thích thế giới như cách hiện tại, không sao. Quý vị đi đến thế giới khác, chúng tôi biết đường đi và có thể dẫn quý vị đến đó. Còn những ai không thích đến thế giới khác, quý vị sống như vậy cũng không sao. Quý vị ở lại đây và làm những gì quý vị thích. Do đó chúng tôi không buộc người ta theo chúng tôi. Chúng tôi chỉ cống hiến cơ hội cho những ai như quý vị muốn đến cảnh giới khác. Mỗi thế giới, mỗi nơi đều có quy luật riêng của nó. Nếu muốn tuân theo những quy luật đó, thì quý vị sống ở nơi đó. Nếu không, sẽ có những quy luật khác dành cho quý vị.
Ví dụ, Ngao Lạc Việt Nam hay người Trung Hoa di cư đến Úc, mặc dù họ vẫn được gọi là người Trung Hoa hay người Âu Lạc Việt Nam, họ vẫn phải tuân theo luật lệ của chính phủ Úc, dù họ thích hay không. Họ không nên thắc mắc tại sao chúng ta lái xe bên trái mà không phải bên phải. Ở quốc gia tôi luôn lái xe bên phải, tại sao đây lái bên trái, phức tạp như vậy. Nhưng nó là như vậy. Nếu muốn sống ở Úc, quý vị chỉ cần làm vậy. Hãy đơn giản hóa vấn đề. Xin Ngài cho biết về Phật âm. Đó là tiếng nhạc của thế gian hay là tiếng nói? Âm thanh này giống như âm nhạc, nhưng không hoàn toàn giống âm nhạc của thế gian. Không thể diễn tả được. Âm thanh này có ảnh hưởng bất khả tư nghị cho chúng ta. Âm thanh đó là biểu tượng của trí huệ nội tại. Càng lắng nghe, chúng ta càng trở nên tốt đẹp và trí huệ hơn. Đó không phải tiếng nói, không phải lời nói. Đôi khi cũng có thể, nhưng thông thường không phải vậy. Chúng con muốn kết quả tốt trong thiền định. Ngài có nghĩ chúng con cần thọ tâm ấn từ một vị chân sư để được bảo vệ và được hướng dẫn không? Nếu chưa được thọ tâm ấn mà tọa thiền, điều gì sẽ xảy ra? Quý vị đã nghe qua nhiều người gặp vấn đề khi họ thử tọa thiền một mình, không có sự hướng dẫn của vị thầy kinh nghiệm. Như vậy hơi mạo hiểm. Nhưng nếu quý vị có thể thiền một mình cũng được. Nếu có thể thiền một mình, quý vị cũng sẽ khai ngộ, chỉ là thông thường. Có một vị thầy sẽ tốt hơn. Giống như quý vị học Anh văn, học võ nghệ với một vị thầy sẽ an toàn hơn, nhanh hơn, tiết kiệm nhiều thời gian và cũng tránh cho quý vị một số sai lầm và vấp ngã không cần thiết. Con có đọc sách của Ngài và bài khai thị của Ngài. Con nhận thấy Ngài không phân biệt tôn giáo này với tôn giáo kia. Ngài thường dùng lời giảng từ Chúa Giêsu, từ Đức Phật và từ các vị chân sư khác. Ngài có thể cho biết Ngài thuộc tôn giáo nào? Ngài thường có quan hệ tốt giữa một số tôn giáo hay không? Tôi không chủ trương một tôn giáo riêng biệt nào vì chúng ta đã có đủ tôn giáo rồi. Nếu một Phật tử giữ giới luật nghiêm túc và theo kinh điển, người ấy là một Phật tử thuận thành rồi. Và nếu tín đồ Thiên Chúa giáo thực sự sống theo điều răn của Chúa, thì họ là một tín đồ Thiên Chúa giáo tốt. Cho nên tôi không có ý định và cũng không cần thiết để tôi khuyên quý vị nên theo Phật giáo hay Thiên Chúa giáo. Chúng ta có đủ nhà thờ và chùa chiền để giáo hóa con người thành tín đồ Phật giáo, Công giáo hoặc Thiên Chúa giáo. Nhưng chúng tôi giúp Phật tử cầu thông với Phật tánh, giúp tín đồ Thiên Chúa giáo biết được thiên quốc. Nếu họ muốn biết, đây chỉ là một sự cống hiến, vô điều kiện, không ép buộc, không tiền bạc giữa lúc đó, trước đó và sau này, không có ràng buộc nào. Không cần phải là người có nền tảng tôn giáo hoặc có kinh nghiệm thiền định. Hoàn toàn vô điều kiện. Nếu con thuộc một tôn giáo như Phật giáo hay Công giáo, và nếu con muốn thọ tâm ấn với Ngài, con có cần phải rời bỏ đạo của con không? Không, quý vị không cần bỏ tôn giáo của mình. Tôi đã nói rồi. Quý vị có thể đi nhà thờ mỗi Chủ nhật hay mỗi ngày. Tôi chỉ hướng dẫn quý vị cách nói chuyện trực tiếp với Thượng Đế trong nhà thờ của mình nếu quý vị muốn. Thưa Sư Phụ, con không tin tôn giáo nào cả, nhưng con là một người tốt đối với mọi người. Và con cố gắng làm láng giềng của con vui vẻ và cha con nữa. Khi qua đời, chúng con có được lên thiên đàng không? Chắc chắn quý vị sẽ được. Chắc chắn là được. Một mẫu người như vậy, tất cả các tôn giáo đều dạy chúng ta nên làm. Chắc chắn là quý vị sẽ lên thiên đàng, nhưng ở được bao lâu thì tôi không thể bảo đảm. Vì công đức của quý vị cũng có giới hạn. Nếu quý vị tới với một người cha trong 70 năm, thì quý vị có thể ở 70 năm trên thiên đàng. Và sau đó, có lẽ quý vị sẽ phải trở lại để làm những việc công đức khác. Nhưng nếu chúng ta thật sự khai ngộ và trực tiếp cầu thông được với Thượng Đế khi còn ở đây, thì
thì chúng ta có thể cầu xin bất cứ việc gì, rồi chúng ta không phải trở lại nếu không thích. Tôi cảm ơn tình thương của quý vị, sự nhiệt tâm và tất cả các câu hỏi của quý vị. Quý vị thương bởi vì quý vị nhận ra tôi chính là quý vị. Quý vị nhiệt tình bởi vì quý vị quan tâm về buổi giảng của tôi và những gì tôi nói. Xin cảm ơn quý vị về cả hai việc này. Hẹn gặp lại quý vị.